Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game AutoChess Mobile nha. Ok. Tết của anh em sao rồi? Được nha. Nhưng mà đây xong rồi. Mình ở Sài Gòn thì hết Tết rồi đó, hết mùng 1 và xong rồi. Nói chung là nhà mình mùng 2 thì cũng có đi chúc Tết một hai nơi, một hai chỗ thôi, nhưng mà cũng chỉ là vậy thôi. Chứ vắng que à. Không, tính ra năm nay là còn gọi là còn đông hơn mọi năm nha. Còn đông hơn mọi năm. Tại vì người ta về sớm thì nó bắt đầu nó giãn sớm rồi đó, cái nó nhìn nó quen mắt rồi, bây giờ thì nó lại thấy nó có vẻ như là nó đông hơn mọi năm được chút chút đỉnh đó. Chứ còn mà mọi năm thì đây vắng đúng kiểu là tại vì 29-30 người ta mới về luôn á, có những người 29-30 Tết người ta mới về, là về giống như là coi hết pháo bông rồi người ta chạy về. Có những người gần gần Sài Gòn như là Đồng Nai nè, cái gì Đồng Nai, Long An nè, rồi Mỹ Tho nè, mấy cái thể loại mà vậy như vậy chạy khoảng chừng 3-4 tiếng là tới đó. Mấy cái tỉnh mà gần gần á, thì 3-4 tiếng người ta tới là người ta coi hết bắn pháo bông người ta mới đi về luôn. Nhiều mình có mấy đứa bạn như vậy, ở thành phố coi bắn pháo bông xong rồi mới chạy về quê luôn. Đi tụi nó đi như vậy cũng có mấy tiếng là về tới, rồi sáng mai là đi ngày mùng 1 là bình thường rồi. Không, nói chung á là ở đây bình thường nếu mà làm thì 27 Tết mới nghỉ thì đúng rồi, thì cái đó là giống như quy định rồi, là công ty nhà nước hay công ty tư nhân gì cũng vậy, tầm 27 Tết thì mới nghỉ. 27 Tết á, thì về cũng được, về về liền cũng được, nhưng mà về liền với sao là nó không có kiểu như cái thể loại giống như là về liền á, thì nó sẽ chơi được cái Tết ở quê, chơi được cái trước Tết ở quê, nhưng mà nó cũng giống như bạn bè ở thành phố còn nên còn bạn bè ở thành phố thì nó ở lại 30 Tết nó gần, mà về quê nó mấy tiếng đồng hồ à. Có mấy đứa 27 Tết nghỉ đúng không, về quê luôn, về quê luôn, về quê xong 28 Tết lên lại, 28 lên lại chơi chơi mấy bữa xong rồi cái là xuống 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 về lại phía dưới, gọi là về quê ăn Tết mùng 1 2 3 4 5, mùng 5 lên lại đó. Tại vì ở dưới cái khoảng mùng 1 tới mùng 5 á, nó vẫn còn Tết, nó vẫn còn Tết phải không, chứ còn Sài Gòn á, nó chỉ Tết từ ngày giống như là từ ngày bạn nghỉ đi 25 Tết thì tính vậy đi, 23 25 Tết tới khoảng mùng 1 là hết Tết rồi, mùng 2 là bắt đầu người ta làm lại, người ta bán buôn bình thường hết rồi. Người ta bán buôn bình thường rồi, tới mùng 2 là hết Tết, cho nên chơi Tết Sài Gòn á, là bạn phải chơi trước Tết. Chơi trước Tết rồi tới mùng 1, mùng 1 cái là hết Tết rồi đó. Mùng 2 là bắt đầu là làm việc lại bình thường luôn, có những chỗ bán hàng người ta bán lại buổi sáng Tết luôn. Bây giờ mình giống như nhà mình nè. Bây giờ đâu có giờ hồi trước á, lúc mình còn nhỏ là thường thường là nấu một cái nồi thịt nè, rồi một cái nồi canh khô qua nè, rồi một cái gì gọi là lẩu tai heo mà gọi là làm chua đó để cuốn bánh tráng, thì rồi để làm được nhiều, tại vì trong mùng người ta không có bán đồ, người ta kỹ tới ngày người ta coi ngày mùng 3, ngày mùng 4, mùng 5 gì đó người ta mới ra ta khai trương, mà khai trương người ta cũng chỉ khai trương chút xíu thôi là người ta cũng không có bán nữa, khai trương chút thôi xong rồi ta về ta chơi Tết tới mấy bữa nữa chúng ta mới bán lại, chủ yếu là khai trương lấy ngày thôi. Người ta khai trương lấy ngày thôi. Còn bây giờ mùng 1 người ta đã bán thịt rồi, mùng 1 người ta bán thịt, mùng 2 là đầy đủ tôm cá gì đầy đủ hết luôn, rau gì cũng có hết, thì mắc cái gì bạn phải nấu nhiều chi, mắc cái gì phải nấu nhiều không. Nấu nhiều chi, nấu nhiều ăn đổi món, giống như hôm nay nấu 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 thịt thịt kho hột vịt để cúng đúng không, ngày mai nấu cá kho tộ cúng đó, tại vì ngày mai là người ta đã có bán cá rồi. Xong rồi ngày mốt là làm bún xào cúng đó, thì chẳng hạn vậy đúng không, cúng ông bà đồ, thì rồi mùng 3 là luộc gà, mà luộc gà bây giờ ở ngoài đó gà sống, gà sống luôn, hoặc là bạn có nuôi gà thì bạn đem gà ra cho người ta mừng, người ta lấy có phải gì mà một con gà người ta mừng nha, xong rồi ta làm đồ giống như là gà cúng vậy đó, là người ta chỉ lấy có khoảng 50.000 con thôi tiền mừng lộc long này kia luôn á, trời đất ơi, có khi còn luộc giùm luôn đó. Có nhiều chỗ người ta còn nhận luộc giùm luôn, luộc vàng ươm luôn nha, ghê không? Có chữ gì đâu ta còn nhận luộc giùm nữa. Mình không thích thì mình có thể mình làm biếng mần gà đúng không, mình ra mình mua con mần nhưng mà em sạch sẽ hết nha, cái mần làm sạch sẽ hết luôn, xong cái để im đó cái mình ra mình lấy về mình chỉ luộc ra mình cúng thôi đó, nó tiện tới mức đó luôn, mà chủ yếu là bạn có tiền hay không thôi. Ở Sài Gòn chủ có như vậy là có tiền hay không thôi,
chứ còn mà cái gì mà không có nó thiệt luôn. Trời ơi, ra bài ra hai con suốt men này, chất lượng nè. Bây giờ mình có mèo mình để như vậy, mình đi ba quơ mình sẽ có ba con suốt men sẽ rất là tuyệt vời luôn á, đúng không? Mình có mèo để hai con này vô đây là thấy vậy là ngon không? Được được được, hai đỏ luôn, có hai đỏ tăng máu nè, ba quơ là tăng giáp nè, mèo là nhân đôi, hai thêm một con của con suốt men lên nữa thì tuyệt vời rồi. Ồ, bài ngon đấy chứ, bài ra cặp cặp cũng thú vị nè, bạn thấy cặp không? Cặp Stone Spirit, cặp Ace, cặp Workman, ba cái ba đôi thông nè, kiểu này là chút nữa chơi tiến lên là có vẻ đẹp nè, ba đôi thông. Đấy, trời đấy, ok, đó tròn ngon 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 đấy. Đấy, đương nhiên rồi, level 5 mà mình có 6 con, mà 6 con hai ba con suốt men nó xoay cho bạn thì chỉ có nước mà nát con mẹ nó người, trời dữ luôn dữ luôn dữ luôn. Bây giờ mình đi power, mình bỏ mèo đi, mình lấy hai con hai sao vô, nói chung là hai con hai sao thì nó không dù có là 6 con đi nữa nhưng mà 6 con một sao thì bây giờ mình 5 con nhưng mà mình có tới hai con hai sao được, cho nên là nói chung là cũng đánh đổi cũng chưa biết cái thằng nào ngon hơn thằng nào đâu nha bạn. Mình nói thiệt, con suốt men hai hai con suốt men đó thì không biết là thằng nào ngon hơn thằng nào đâu, nhưng mà bây giờ phải thử mới biết, đánh đổi thì chấp nhận thôi, thua chịu chứ, thua chịu chứ làm sao bạn biết được, làm sao bạn biết là nó sẽ cái nào mạnh hơn cái nào được, chứ tùy trường hợp với đối phương của bạn là ai nữa. Thằng này đi quơ có vẻ như mình ăn tự ăn được không, nhưng mà nó có con hai sao cũng mạnh đấy chứ. Nếu mà con unicorn mình hồi máu nhanh nè, unicorn hồi máu nè, hồi máu đi em. Ừ, hồi máu được không? Được. À, con a xe con không chịu không nổi. Ok, nó đẻ thêm, đúng rồi, đẻ thêm ngon, được, vậy win rồi. Nhìn tới đây là win rồi. Con cây hai tiền đẻ hai phát là thấy ngon rồi. Xong rồi con unicorn hồi máu nữa đấy, vậy sao team kia chơi lại dùng berserker nha, thằng này đi chín quơ khả năng cao, khả năng cao đi chín quơ TTK, tại vì nó có nuôi berserker là nó chọn, berserker nằm trong tướng chọn nha bạn. Con berserker nằm trong tướng chọn nha, nó không chọn nó không ra rồi, mà nó chọn là có nghĩa là thằng này setup chín quơ cũng có thể, hoặc là chút nữa thì có thể biến thành đi Galaxier cũng hay, không chỉ nhiêu đó thôi. Bạn nhìn thấy nó vậy là bạn có thể đoán bài, nó đoán thôi chứ cũng chưa chắc nữa, tại giữa đường nó có thể gọi là quay xe cũng cũng hay. Nhưng mà bạn hiểu không, là bạn nhìn thấy những cái con tướng chọn đó, nó sẽ là gọi là sao, đại diện cho cái bộ mà nó đi rất là nhiều. Tại con tướng chọn là nó phải chọn, mình còn chưa chọn con nào ở trong trong hàm gọi là cái hàng tướng chọn của mình, mà mình để coi setup đội hình như thế nào xong chút xíu mình chọn sau. Bây giờ mình cũng không chọn trước, tại chọn trước chưa chắc gì mình đã mua bạn. Nếu bây giờ mình chọn Berserker đi ra một sao mà đi với cái team này đi Berserker đi cái gì, đúng không? Cho nên là không được, mình chút xíu nữa mình chọn sau, cũng không gọi là nhiều nhiều bạn nói là chọn trước chọn sau nó có ảnh hưởng gì hay không. Theo mình nghĩ á, thì chọn trước chọn sau nó không có ảnh hưởng gì hết, nhưng mà nếu mà là tướng chọn á thì bạn nên chọn những con mà nó có cái dạng mà carry như Berserker, giống như thằng đó vậy đó, là sao nó ra sớm, hoặc là nó theo kiểu là nó có những cái con đó thì bạn để vô đội hình của bạn nó có gánh bạn được á, thì bạn nên chọn sớm cũng được, cũng được, cũng tùy. Nhưng mà đội hình của mình bạn thấy không, nó nè nó full hàng dự bị luôn nha, tính ra là nó full hàng dự bị luôn á, đúng không? Nó tính ra là nó full hàng dự bị luôn, cho nên bây giờ mình có chọn rồi nữa mình cũng chẳng có chỗ để, cho nên bây giờ mình chọn những con mà mình đang có trước đi, rồi coi đội hình nó tới đâu. Tới đâu hay tới đó, chứ bây giờ mà anh em kêu mình là bây giờ muốn gọi là setup đội hình đi sớm như thế nào thì cái đó chỉ một là sao, gọi là bài độ, bài độ thì lúc đó anh em sẽ dễ dễ thấy được cái việc là cái bài của anh em có thì giống như Goblin vậy. Ôi thôi thằng này suốt bên hai mình thua rồi, không suốt bên hai gánh nhân tố, suốt bên hai là một cái gì đó nó gánh gánh chặt nha anh em, gánh rất mạnh luôn á, cho nên là có vẻ như bài này thua, nhưng mà giết được quốc bên hai rồi nè, cũng được, chưa chưa thua, cũng hay cũng hay cũng hay, giết Workman được sớm, được 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 được, nghe có vẻ cũng hợp và lý. Có con unicorn đó, không có con unicorn là chết mẹ dáng này. Bạn thấy Workman của nó bù phô linh nè. Được, bán con mèo đi mua con phô linh vô, phô linh mua để đây chưa dùng, chưa dùng anh em không, chưa hề dùng luôn. Tại sao bây giờ mình đang đi được rui,
cho nên nếu mà nuôi được phu linh đó thì sẽ rất là ngon. Ruy thì bạn biết rồi đó, ruy bây giờ là sao, giống như là bây giờ ruy với lại phu linh Witcher là không có, hai cái này không có tách rời nhau được. Ruy 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 gọi là ruy với lại phu linh Witcher bây giờ là hai cái này không có tách rời rời nhau nhau được. Hai con này nó phải dính với nhau, hai cái bộ này, con phu linh Witcher với bộ ruy là nó phải dính với nhau. Phải thật dính với nhau mới được, tại vì chỉ có cái ruy nó mới cung cấp 3 sao sớm cho con phu linh nó biến thôi. Chỉ có ruy thôi mới cung cấp được 3 sao sớm, chứ anh em làm gì anh em có một cái đội hình nào mà 3 sao sớm hơn ruy được, không thể nào có chuyện đó. Không, chỉ là ruy thôi. Chỉ có ruy mới là gọi là cách mà để mà kiếm được 3 sao sớm. Một một bạn chỉ cần con phô linh 2 thôi, nó ma hóa một con ruy 3 sao thì nó phải là một có một con phô linh 3. Mà bạn nên nhớ nha, đồ nó giữ, đi mình nó giữ thì nó không lấy những cái bộ khác thôi. Nhưng mà đi mình với lại đồ của con phô linh nó giữ lại. Con đồ của con phô linh của bạn chỉ cần hai món thôi mà biến thành một con 3 sao là nó tới công chuyện dữ lắm luôn. Tới công chuyện dữ lắm luôn. Cho nên là mình nói thiệt luôn, chỉ rui bây giờ với phô linh là hai cái bộ mà nó dính với nhau, dính chặt với nhau luôn nha. Anh em có thể setup một bộ đi mình rui ngon lành luôn. Anh em có thể setup một bộ đi mình rui ngon lành luôn, tại đi mình bây giờ anh em có ai, có chú quỷ. Anh em có ai, có anh em có Shadow Divine. Anh em có Doom, anh em có còn Phantom Wind. Shadow Divine với lại chú quỷ thì bạn biết nếu mà hai con đó mà nó đi chung với lại những cái con mà đi mình thì anh em sẽ thấy cỡ nào, là càng đông đi mình thì hai con đó nó càng mạnh, càng đông đi mình thì hai con đó nó càng mạnh. Cho nên cái việc mà setup rui Fallen anh em chỉ cần hai con 3 sao thôi, hai con 3 sao thôi đúng chưa, anh em chỉ cần hai con 3 sao thôi, anh em để vô đó thôi, sau rồi đó anh em đi full đi mình cho mình. Full đi mình thì đương nhiên là anh em phải có Witcher rồi, mà bạn nên nhớ nha, Witcher thì nó có một con 5 tiền cũng khá là ấn tượng, là một con kiếm hồn. Con kiếm hồn này cũng là một con Witcher rất là ngon luôn. Cho nên nếu mà anh em sử dụng con kiếm hồn này á, thì anh em có thể kích hoạt vô cái vấn đề gọi là bộ linh hồn luôn, nếu mà anh em còn đủ slot. Bây giờ thì hai con đi, kiếm hồn với lại phô linh đi, rồi hai con rui nữa là bao nhiêu, là 4 con đi. Doom nữa là 5 nè, Shadow Divine là 6 nè, Phantom Wind nè 7 nè, chú quỷ nữa có 8 rồi, anh em còn 2 slot nữa, anh em còn 2 slot nữa luôn. Nếu 2 slot nữa, nếu mà anh em mà còn chơi mà khô máu luôn đó nha, mình nói mà chơi mà khô máu luôn, anh em kẹp cho mình hai con Wizard đi mình, hai con Wizard đi mình nữa thì anh em sẽ thấy khô máu luôn, khô máu đi mình luôn. Lúc đó thì chú quỷ nó búp phải 1000 đam, chú quỷ mà nó búp phải 1000 đam, còn Shadow Divine xòe một cái chắc kín màn hình luôn. Đó là trời, đây đúng rồi, hợp lý luôn, thấy chưa? Nếu mà anh em chơi tới vậy, hai con Witcher đó, thì hai con Wizard đó thì sao, hai con Wizard đó nếu mà anh em có thể nhín lại một phát nữa, anh em kéo một con, ví dụ như anh em không có Phantom Wind, anh em bỏ Phantom Wind đi, anh em để cho mình một con Tabu nữa là anh em kích hoạt được 4 Witcher luôn, anh em kích hoạt được 4 Witcher luôn đó, kích hoạt được 4 Witcher là anh em sẽ thấy nó, cái team của anh em nó sát thương chuẩn nó đỉnh cỡ nào luôn, đúng chưa? Nó chỉ cần sơ sơ như vậy thôi, tả tả như vậy thôi là mình thấy cái đội hình đó nó mạnh rồi. Chỉ cần mình chỉ cần nói như vậy thôi, anh em tự suy nghĩ là anh em thấy thấy nó mạnh liền. Anh em không cần phải chơi bộ đó rồi anh em mới biết nó mạnh nha, không cần, không cần thiết. Anh em nếu mà anh em chơi game có ta thích rồi, anh em chỉ nghĩ thấy là anh em kết hợp những cái bộ đó trong đầu là anh em thấy đội hình nó mạnh rồi. Cho nên mình gọi là đá số đó. Cái đầu anh em đá số nó phải nhanh. Ví dụ như bây giờ đi đội hình này mà chưa thấy cái nào mà khả thi hết, cái anh em phải đa số lên cái đội hình của mình bây giờ nè, nó kết hợp với những con nào nó có thể lật ngược tình thế. Anh em đa số liền cho mình, đa số thiệt liền cho mình, thiệt nhanh cho mình, lúc đó thì anh em sẽ thấy nó, cái game này nó đơn giản, nó không có khó lắm. Bây giờ mình lấy một con Workman vô, mình để con chó vô, mình vẫn có bốn đi, lấy một con Workman vô, để một con cáo vô nữa, chúng ta có 4 dã thú luôn. Không, chỉ có 3 thôi. Lúc này chưa có 4 dã thú. Thôi để như vậy cũng được. Để như vậy cũng được. Nói chung là power 2 dã thú cũng được. Tưởng là 3 dã thú rồi, nhưng mà quên nữa, chưa chưa có 3 dã thú. Nếu 3 dã thú thì phải có con Tutka nữa. Tutka nữa thì mới 3 dã thú. Thêm một con
cáo nữa thì chúng ta sẽ có bốn dã thú ngon luôn. Nhưng mà muốn bốn dã thú thì chắc là phải lên một level nữa, level 7. Level 7 thì chúng ta sau hiệp 15. Ở sau hiệp 15 chúng ta cố gắng set up một level 7 chó đẻ, đúng rồi, chó đẻ cũng được. Nhưng mà thằng này khá trâu, bộ cạnh hai. Bộ cạnh hai thì anh em biết rồi, bộ cạnh hai rất trâu. Thì đâu thể nào mà nói anh em nào mà nói bộ cạnh hai không trâu được, trâu. Nhưng mà không phải là không giết được. Nó khác nhau ở chỗ là không thể giết được, impossible. Nhiệm vụ bất khả thi là không có, nhưng mà nó trâu, nó phải nói là nó trâu khi mà bạn có thằng này có xấu cái này sớm luôn, mà chỉ một sao thôi nha, mà bạn nhìn thấy không, đánh rất chày trật luôn, là mình không có đủ đam mình giết nó. Nó trâu quá mà, với lại nếu mà xấu cái này rồi nó sẽ bật cái siêu lên nó nhiều, tỷ lệ nó bật siêu cao với lại nó hồi máu nữa, cho nên là cũng cũng hơi ấy chút xíu, cho nên không đủ đam giết thôi. Giết được con heo cái này nữa ngon, giết được con heo cái này rồi được, ok, quầy luôn à, quầy luôn à, ôi đánh một phát quầy luôn lần đầu tiên luôn á, quầy nha, được 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 được, không thua mà quầy, mình tưởng mình thua đó chứ không, cái đó là mình thua, tại vì cái này của nó chưa lên 2 sao thôi, chứ một con nào đó 2 sao thôi mình thua, đội hình của mình không có đam, có đẻ, có hồi máu, có tăng cơ, nhưng mà không có đam, chưa có một con carry nào cả. Cho nên là không thể giết nó là đúng rồi, nhưng mà đội hình của nó có carry, nhưng mà nó quề với mình trận đó là mình cũng gọi là đỏ đấy. Không đỏ là không có quề đâu nha. Không đỏ là không có quề đâu, pha đó là có thể gãy luôn á, chứ ở đó mà quề. Pha đó là có thể đi luôn á. Đúng không? Cho nên là có giờ quề là tốt rồi, nhưng mà ăn hiệp quái này không thua được. Mình có con Ace nằm đây thì không thua được, khá trâu. Giáp da bò, giáp da bò thì cũng tăng giáp cũng được, khó đấy chứ, từ từ nha, để mình coi con giáp da bò là cho con nào. Rồi ok, đấy, gõ quái mặc dù hơi lâu chút xíu nhưng mà chắc ăn, không có đam, xin lỗi tao chưa có đam. Ồ sâu nè, phô lên nè, mình để bên ngoài hết, mình có để vô đâu, nếu mà để có sâu hai hoặc là phô lên hai để vô thì nhanh rồi, nhưng mà không có, quan trọng là nó không có chứ, chứ đâu phải là không để vô đâu, nó không có, có thì đã đỡ hơn biết bao nhiêu rồi đó. Bây giờ nếu mà thay con suốt em là con cáo nè thì chúng ta sẽ có ba bốn dã thú luôn. Bốn dã thú thì nó tầm tăng cũng không đúng là tăng đam nhiều hơn đó, nhưng mà team này cũng chưa có carry luôn. Team này chưa có carry, dù có tăng đam đi nữa thì cũng nhầm nhò mẹ gì, nhầm nhò cái gì. Ok anh em nào đang xem để lại cho mình một like nha, cảm ơn mọi người. Chết cha, thằng này trâu rồi, thằng này ba con 2 sao, 4 con 2 sao, 4 con 2 sao, goblin mới ghê chứ. Ok, đẻ thêm, đúng rồi, đẻ thêm là được, với con Heaven Bomber là mình thấy không có sát thương dày rồi, ngon. Được 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 được, Goblin, vô Goblin, tại thằng này bây giờ nó đi Goblin. Mà giai đoạn này thì đừng đi Goblin, mà nói thiệt luôn á anh em, mình không phải là gọi là ém lại cho anh em mình đi đâu, không. Mình hoàn toàn không khuyến khích anh em đi Goblin với này giai đoạn này. Giai đoạn đầu anh em có thể sanh đúng vậy luôn, nhưng mà giai đoạn sau anh em không ra 5 tiền thì anh em cũng chết. Và tại sao nó lại như vậy? Tại sao mình biết chắc là anh em không ra là tại sao? Hồi nhà phát hành đã công bố một cái bản fix Goblin theo kiểu là rất là đấm vào mồm luôn. Nhà phát hành nói là tinh chỉnh tỷ lệ xuất hiện 5 tiền của bộ Goblin. Tinh chỉnh tỷ lệ xuất hiện 5 tiền của bộ Goblin, lúc đó là bộ Goblin đang trên độ là đỉnh cao danh vọng. Bộ Goblin lúc đó là đang là đỉnh cao danh vọng luôn. Không có thằng nào mà có nói mà đi đối đầu với Goblin mà lúc đó mà cảm thấy nó đơn giản. Tại sao? Chỉ cần có nó mà có 5 tiền thôi là nó 5 tiền 3 sao rất là nhanh luôn. Cho nên là rất nhiều ông đi Goblin theo kiểu rất là tiêu cực luôn. Đó, cho nên là nhà phát hành quyết định là sao? Không nép bộ Goblin được, tại bộ Goblin không có nép được. Nép bộ Goblin làm gì? Thí dụ nép bộ Goblin là phải nép cái bộ mech của nó. Chứ bộ Goblin bây giờ nép làm gì? Nép giáp, giảm ná giáp chứ vậy, giảm hồi máu xuống hả? Thì được cái gì? Không cần thiết. Không cần thiết, chủ yếu là 6 mét của nó là nó có thể xoay những cái 5 tiền. Bây giờ làm sao để hạn chế của nó?
mình cứ nghĩ lúc đó là goblin sẽ 6 mét là sao, là bây giờ xoay, hồi trước là xoay là 5 con 5 tiền luôn đúng không, bây giờ xoay sẽ chỉ có 2 con 5 tiền thôi, còn lại là 4 tiền đó, còn lại là sẽ là 4 tiền đấy, bạn hiểu không, là giảm tỷ lệ của cái, giảm cái sức mạnh của cái trái tim vàng lại để tránh tình trạng là goblin quá bá đạo. Nhưng mà không, nhà phát hành nói không, tao không có cần phải làm vậy, tại sao, tao có cách làm nó tiêu cực hơn nữa. Làm tiêu cực là sao, là tao nép tỷ lệ ra bơm và máy bay của bộ goblin, bơm và máy bay của bộ goblin tỷ lệ ra, thí dụ giống như bây giờ tỷ lệ bình thường đi, một 10 trận bạn chơi goblin đi thì khoảng 9 trận là bạn kiếm được bơm và máy bay, thí dụ vậy. Hồi đó lúc đó đó nha, 9 trận là mình kiếm được, tại mình tự chủ động được mà, dùng bí thuật nè, up level sớm nè, các thứ các loại là mình kiếm được bơm và máy bay, có trễ có sớm nhưng mà chắc chắn là có 90% luôn. Bây giờ là 1%, nép ngược luôn bạn, nép ngược là hồi đó mày 9 phần đúng không, bây giờ 9 phần không có, 1 phần có thôi, mà 1 phần họ có thì ai thèm chơi. Goblin bây giờ, Goblin Max bây giờ là nó tụt xuống cái thể loại mà tỷ lệ thắng là nó âm luôn rồi đó, chứ không phải là gọi là sao dương nữa. Tỷ thắng âm là sao, là 10, thí dụ có 10 thằng chơi Goblin đi là phải thua tới 11 thằng. Nó âm mẹ luôn chứ, nó chán thiệt. 9 vàng thằng nào chết, à thằng AFK chết, AFK được, AFK chết, chết rớt 9 vàng cũng ngon, cũng hợp lý, đủ đủ mình dùng, đủ mình dùng. Thua dáng này. Thua, 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 thua. Chịu luôn. Quá trâu. Lên 64 tiền xoay trứng quan trọng nè. Trứng bây giờ là úp con gì mới là quan trọng nè, để coi mình từ từ mình lên mình xoay tiếp cái đã, mình xoay tiếp cái đã rồi mình để coi cái trứng này làm cái gì. Phu lên của hai chúa quỷ luôn, vậy lấy trứng úp phu lên. Lấy trứng úp phu lên mình lấy con này vô, xong mình kéo con cây này ra, xong mua chúa quỷ. Chúa quỷ là quan trọng mà mình đã nói nãy rồi, rui đi mình. Rui đi mình đang là một trong những cái bộ rất hot lúc này. Cho nên là mua chú quỷ luôn, dùng thì dùng, không dùng thì để im đó, chút nữa có việc để dùng. Dùng thì dùng, bây giờ mình sẽ mua lên Shadow Divine, xong rồi thêm một con Phantom Wing nữa cho nó full team Demon luôn, đúng rồi. Dây chuyền được luôn, nhẫn dịch chuyển, xong vô lấy cho nó một cái súng nữa. Trời ơi, con Fallen này mạnh đấy. Con Fallen này rất ngon ở chỗ là sao, nếu mình như vậy. Đây 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 đây. Ngon quá, ngon quá ngon luôn. Quá ngon luôn chứ không phải là ngon bình thường. Lên cho nó một cái này nữa, lên cái súng, đúng rồi, ngon chưa? Tuyệt. Bây giờ mình sẽ để 2 tiền lên trên đây hết. Để làm gì? Nó biến con 2 tiền, chỉ vậy thôi. Nó biến con 2 tiền thành một con Fallen Witcher 2 sao, chú quên, nhầm nhầm nhầm. 2 sao thành một con Fallen Witcher lời. Lời chắc luôn. Nó chết một con cáo. Vậy không được rồi. Vậy không được rồi. Con cáo nó biến vậy, nó nhảy như vậy là chết tôi rồi. Không được, không được, không được. Vậy thì phải bỏ dã thú đi, tại vì bỏ cáo thôi. Chứ cáo pha này là bóp nha. Mình bạn nhiều bạn nói cáo pha này biến cáo cũng được mà. Không, cáo pha này bóp nha. Cáo một, cáo rất bóp, cáo hai và cáo còn bóp hơn nữa thì chỉ có chết thôi. Wow, đây rồi. 3 sao luôn chứ không phải là 2 sao nữa. Bây giờ Fallen qua biến mà một phát thành 3 sao luôn thì tới công chuyện luôn, mãi đỉnh luôn. Mãi đỉnh luôn, brow biến một con nào cũng được, unicorn hoặc là con cây 3 tiền 3 sao cũng được luôn. Biến thành đến nhân 2 đồ nữa mà, cho nên là giờ cứ biến thoải mái cho anh. Đi xe. Biến. Ủa gì vậy? Biến. Cái gì vậy? Biến. Trời ơi, hết không đủ mana. Biến. Ừ. Đâu à, giờ nó biến con 2 sao bên đây. Xui thiệt, mấy hai con rui lại không nằm ở gần hơn là con này. Ôi ôi cay nhưng mà vẫn thắng được bạn ơi, vẫn thắng được, vẫn thắng được. Hơi hơi
hơi chậm thôi nhưng mà vẫn vẫn ăn được, vẫn ăn tiền, ngon 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 ngon. Tóc đánh thì đương nhiên là phải lên cây cuốc rồi à, tại mình có mặt nạ đỏ mà đó, lên cái cuốc để này cho sâu à, làm cái kiểu gì mà phải biến được liền kìa, biến được liền để làm gì, để nó biến cái con ruồi, tại mình set up đội hình rồi, chút nữa nó nhảy đi là nó rất là phiền luôn đó, nó nhảy đi chỗ khác rất là phiền cho mình luôn, cho nên bây giờ phô lên nhảy qua kia là phải gồng được liền, biến quỷ liền để ma hóa một con ruồi để thành một con phô lên ba sao rạc laser phải lòn chất lượng đấy nè, nhảy qua biến liền đó nè, phô lên ba nè, phô lên ba 300 năm gì tốc độ đánh như đây rồi, thiếu hơi thiếu tốc đánh chút nhưng mà vẫn ổn, bạn có phô lên ba là ổn rồi. Thằng này chú quỷ một, chú quỷ một có tiền quá ta, chú quỷ một có tiền quá luôn á. Oh shit, no, xoay. Phô lên mua. Xoay. Ok, xoay. Lên gấu 2 luôn, lúng tiền, lúng tiền, lúng 2 tiền rồi, chết cha. Lúng 2 tiền ở thấy không vui à. Đó bây giờ gì chỉ cần qua biến thành phô lên 3 là xong rồi, lấy tiền rồi bạn, đúng không? Có cái gì đâu. Ok, dịch chuyển qua kia một cái nè. Dịch chuyển qua kia biến thành 3 sao, phô lên 3. Biến. Good, good. Đó, hai con phô lên nó đánh thì thôi. Bạn nên nhớ nha, phô lên 3 nó biến ra thì nó cầm hết đồ của những cái của con phô lên 2 biến nha. Đó, cho nên là giờ đánh là thôi tan nát đội hình. Đánh là tan nát đội hình luôn, lượm vô trời ơi, một mớ tiền luôn. Trứng được được được, khai thông bế tắc. Tại sao trứng mình chỉ cần lên phô lên đó, mình dùng cái trứng này cũng được à, mình dùng cái trứng này cũng hay đó, cho nên là có thể là chúng ta sẽ tận dụng hết cái trứng này để lên một con phô lên ba. Phô lên ba thì nó sẽ mao hóa hai con, thì đây hai con ở đây, hai con này bị biến thành phô lên ba tao cũng chịu nữa à, cũng chịu luôn. Biến đó đúng rồi, 3 sao là được, miễn là có 3 sao gọi là sao, trấn thủ là ok, có mạnh này cũng đưa luôn, ngon. Tốc đánh là cái chắc, phải là tốc đánh mạng, 45% tốc đánh chạy đâu giờ, phải là nó, chính xác là nó luôn. Bây giờ chỉ xoay thôi, xoay phô lên ba chết cha, không không có. Chó hai cũng được, chó hai cũng được, chó hai cũng được nha. À, thêm tóc đánh nếu giờ dài là nếu mà phô lên ba bên kia là còn 0.9, 0.9 mà nó tán 300 mấy chục đam vô xét thương chuẩn thì má ơi luôn, cũng là chừng khoảng 4 hit là 5 hit là lên đường ấy. Chứ đừng nói chi là rồi nhanh nào ơi, lâu quá. Okay, chờ xíu thôi, bây giờ xây phô lên vô chú quỷ nữa nè. Chú quỷ này chút xíu mình phải bán hai con Ace và con Swordman đi, mình đưa chú quỷ vào. Nhưng mà đưa chú quỷ vào thì mình phải có Witcher, chứ không có Witcher là mất, chứ mất đi mình thì ăn cứt rồi. Đó, mất đi mình thì ăn cứt liền. Mày. Cái con phô lên 2 thì chết, con phô lên 3 còn sống là lên luôn. Thằng nào rớt đồ đấy. Thằng nào rớt đồ ấy. Nào rớt đồ ấy. Rớt đồ được lắm nha bạn. Ok lắm nha. Rồi mình ăn được cái chuỗi của thằng này luôn, ngon đấy, ngon đấy. Để vô xoay tiếp, phô lên nè. Lên cái nữa em ơi, cái nữa, lên luôn, phô lên úp luôn. Úp luôn để vô đây. Rồi, tuyệt vời. Ngon từ thịt, ngọt từ xương, ngon từ thịt, ngọt từ xương. Chỉ cần phô lên ba một cái thôi là mình úp level liền, mình để đi 6 giả thú cũng được, còn không đi full đi mình tại có chú quỷ nè. À, đi chú quỷ là tuyệt vời luôn bạn. À, đi chú quỷ là tuyệt vời luôn á. Không phải là gì nhưng mà chú quỷ 2 thôi là bạn sẽ thấy cái sức mạnh của chú quỷ. Lúc mình nó búp búp đam á, lúc mình nó búp đam cho team mình á thì bạn sẽ thấy cái lúc cái sức mạnh của chú quỷ nó tới cỡ nào. Ôi cái đam nó búp cho mấy con đi mình á, nhất là con Fallen nè. Đam to vãi luôn á, đúng kiểu là đam rất to luôn.
Ok, rồi, không có cái gì luôn. Không có cái gì luôn, chết cha hồn, nguy hiểm đấy chứ. Thà có ra liền. Thà có ra liền chứ mà không có cái gì luôn là cái này căng nè. Bây giờ chúng ta phải tìm, tìm cho nó bằng được. Không có phô lên ba thua nha. Khó đó bạn, nói thiệt nha. Mình nói thiệt mà không có phô lên ba là muốn thắng khó lắm, khó cực kỳ luôn. Rồi, phô lên đưa thêm đồ cho nó, đưa thêm một cây gậy nữa, lấy cái chén thánh, đúng rồi, lấy cái chén thánh được. Ok. Đó có phô lên ba đứng đây trấn thủ thì làm sao mà chịu nổi chú quỷ ha? Chú quỷ hả? Chú quỷ thì sao? Quỷ thì sao? Mày quỷ thì sao? Mày chú quỷ thì sao? Trời đất ơi, đùa với nhau hoài luôn. Đây rồi. Ây da, thôi xong, không được, không được. Tại vì bởi sao lấy cái con demon vô á là nó sẽ như vậy nè, mặc dù là nó mình có bốn giả thú nhưng mà con chú quỷ á nó sẽ ân tiêu của nó là sao, nó sẽ búp đam cho toàn team demon. À, búp đam cho toàn team demon. Thì cái thứ hai là sao, càng nhiều demon thì nó đam búp nó càng nhiều. À, cho nên chú quỷ hai mà full team demon thì cái lượng mà ngàn đam của chú quỷ là tuyệt vời, đơn giản ngàn đam nha. Con ngựa đó bạn biết, con ngựa ba, ngựa thì phải tích đam á. Mà muốn 1.000 đam phải tích đỏ con mắt luôn, còn chú quỷ chỉ cần bạn full team đi mình thôi, chú quỷ hai búp một cái là hơn 1.000 đam rồi, hơn 1.000 đam, đam nội tại. Mà bạn nghĩ đi, chú quỷ mà nó có đồ nó gặt cho bạn mà 1.000 đam tay thì nó gặt cho bạn bao nhiêu máu chịu nổi, sát thương chuẩn mà, kệt 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 ba phát là bên kia chỉ còn khoảng chừng con, bên kia mà đứng bu bu vô đó, bu bu chú quỷ nó gặt cho thì chỉ khoảng chừng ba phát thôi, bên kia còn từng con hai con. Ồ, là nhiều rồi đó, mình nói thiệt luôn, khủng khiếp luôn. À, cái thời mà chú quỷ Hoàng Kim là chú quỷ mà lúc mà còn đi được cái Kira đó. À, chú quỷ Kira cũng là một cái thời Hoàng Kim. Anh em nào mà muốn gọi là xem lại video mà chú quỷ Kira mà thời Hoàng Kim, anh em có thể lên Google hay YouTube gì cũng được. Anh em đánh chú quỷ Kira thì anh em sẽ, hoặc là gọi là AutoChess là bạn sẽ thấy một cái video của mình ở trên đó. Lên coi đi anh em sẽ thấy chú quỷ thời hoàng kim nó kinh khủng cỡ nào. Thời đó đi rất là dễ, ra Kira kẹp vô một cái thì thôi luôn, nó cực kỳ khủng khiếp. À, cực kỳ khủng khiếp luôn, chú quỷ hoàng kim, à, chú quỷ Kira hoặc là sao? Full team demon, bạn chỉ cần đi ghi full team demon auto chat là bạn sẽ thấy cái video của mình đầu tiên. Bạn vô đó bạn xem đi, bạn sẽ thấy xuống dữ lắm bạn ơi. Xuống dữ lắm luôn. À, chú quỷ này là một con tướng cũng ra rất là lâu rồi nha. À, chú quỷ này là một con tướng cũng ra rất là lâu rồi, hồi cũng chắc là hồi mùa mấy, mùa 1, mùa 2, mùa 3, mùa 4 vậy tầm đó thôi, chứ không 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 quá lâu đâu, nhưng mà cỡ đó nha. Mà lúc ra là một hiện tượng luôn á, lúc ra là một hiện tượng luôn nha. Bây giờ nó một con tướng ra nó là sao, nó còn bị chê rồi này kia, chứ hồi đó chú quỷ ra là giống như là một mình tao sang phẳng hết luôn, full team đi mình là hot trend luôn, ngay lập tức liền bạn, hot trend luôn nha. Ông nào mà đi được full team đi mình là thôi khó, khó gỡ lắm mà, không thể gỡ được luôn, kiểu như là rối lắm luôn mà. Ờ, cái pha đó là rối dữ lắm luôn, không có gỡ được kiếm hồn nữa nè. Nhưng mà thôi không, không lấy kiếm hồn đâu, pha này lấy kiếm hồn hết 5 tiền, còn tiền đâu nữa mà xoay, mà có xoay đi nữa thì còn tiền đâu nữa mà mua, đúng không? Ôi trời, mình dẫn level 8 thôi, tại bài mình có 3 sao mà 3 tiền 3 sao rất nhiều. À, cho nên là mình giữ cứ dẫn level 8 thôi, mà đặc biệt nếu bạn đi full lên bây giờ á, bạn sẽ lấn áp trang bị đối phương. Tại sao? Thí dụ bạn con full lên full 6 đồ đi. 6 đồ cuối đi, một con full lên 3 full 6 đồ cuối đi. Nó quay qua nó biến thành hai con 3 sao đây. Mà cũng 6 món luôn, là bạn có 18 món đồ cuối ở trong đội hình của bạn nha. 18 món đồ cuối trong đội hình của bạn, mặc dù những cái đồ cuối này nó chỉ là những cái đồ cuối mà nó kích hoạt cái nội tại của trang bị thôi. À, kích hoạt cái nội tại bị động đó nha, nội tại bị động của trang bị thôi, nhưng mà nó vẫn là 16 18 món đồ cuối bạn. Biết là nó chỉ kích hoạt nội tại của trang bị thôi, nhưng mà kệ cha nó, tao không cần quan tâm. Miễn là tao thấy team tao có 16 món thôi, cộng cộng bao nhiêu cũng là cộng bạn. À, cộng bao nhiêu cũng là cộng, cộng trăm máu hoặc là 900 máu, 1.000 máu cũng là cộng máu vậy. Cho nên là mình thấy là chú quỷ mà nó chỉ cần cộng quên phô lên mà nó chỉ cần 6 món hoặc là 3 món trấn phái thôi. 6 món mà cùi 3 món trấn phái thôi. Nhảy qua bên kia cái biến thành bên kia là khó đỡ dữ lắm luôn.
đặc biệt là những món mà chống chịu. Tại sao? Bạn nên nhớ nha, những cái con mà phu lên mà nó ma hóa đó thì nó sẽ không có nhận được bộ nào cả. Nhưng mà nếu mà không có bộ thì sao? Không có bộ thì sẽ có một vấn đề à, không có bộ có vấn đề là nó có thể là nó không có, ví dụ bạn đi Warlock đi thì nó không có hút máu, mà bạn đi con phu lên kia bạn không có cho nó hút máu á thì rất là tội nghiệp, những con ma hóa luôn, nó bị thiếu máu, nó thiếu đói rất là ghê. Còn nếu mà bạn gọi là chăm chút kỹ đó thì sao, bạn cứ lấy thiêu gọi là hồi máu cho tướng, gọi là cái con Fallen của mình để làm gì, chút xíu nữa thì bạn sẽ thấy con Fallen 3 nó bá đạo. Ok, thằng nào ăn mất cái chuỗi của tôi nữa chứ, hay thiệt đấy, tao thấy tụi mày cũng hay đấy nha. Ra thêm một con Fallen nữa thôi, đẩy cái trứng là lên 3 sao luôn nè. Mình nói thiệt, ra Fallen mình lên là 3 sao luôn, không có nói nhiều, xong mình úp chính. À, chú quỷ ra phát, chú quỷ ra phát thì bố mình lấy cái trứng úp luôn là thành chú quỷ, à, gọi là chú quỷ hai thì gồng là ác ấy, à, chú quỷ hai gồng là nát nước luôn á chứ đừng đùa. Xoẹt một cái là cũng oh my god luôn á, chỉ nhìn thấy cái lượng đam mà tăng lên. Ví dụ hồi trước mình có đi một con Fallen, một Fallen khoảng chừng 700 đam, tao khoảng 600 đam thôi, 600 đam thôi nhưng mà full đi mình chú quỷ hai nha, chú quỷ hai búp một cái là 1159 đam. Mà bạn nghĩ cái đam chuẩn của con Fallen mà với là cái thể loại mà nó full đồ, nó đánh là đúng nhanh luôn á, nó đánh là đúng nhanh mà đánh theo kiểu là đúng kiểu là sát thương lớn luôn á. Không ai biết. Chú quỷ luôn, khoan đã, xoay tiếp. Gấu gấu luôn, gấu lên luôn cho anh 3 sao luôn, xoay tiếp. Xong. Phu lên ba chú quỷ hai, thời của tao tới rồi, thời của tụi bay chết rồi. Vậy rồi đỡ cái kiểu đét gì bạn, vậy rồi xin lỗi bạn đỡ cái kiểu đét gì nè, chú quỷ hai phu lên ba ma hóa thành hai con, xong rồi chú quỷ gồng đam một cái, những cái con đó thì nó không hưởng được rồi, nó chỉ những con kia nó mới hưởng được thôi. Ok, quá ghê luôn á chứ, bây giờ mình chỉ cần mình sơ sẩy một cái thôi là mình đấm cho phở mồm luôn rồi. Đâu thằng kia qua đây này, thì cần ai này, này thì cần ai này, cần ai cần nũng cái mẹ gì, à, cần ai cần nũng cái mẹ gì, đây bố mình cân tức đấy, thấy chưa, trời đất ơi khỏe vãi. Ồ đúng là ba con phô lên nó mãi đỉnh đại trà. Cái này là ghép cho mình cái búa, cái búa này thì đương nhiên là cho chú quỷ hai là tuyệt vời rồi, chú quỷ tay ngắn mà, à, chú quỷ tay ngắn mà, cho nên đưa cho chú quỷ hai là không còn chê gì đâu được hết đó. Còn phu lên thì cứ biến qua đó ma hóa, mà nó ma hóa team mình mới ghê, nó phải phâm ma hóa team địch thì đỡ biết mấy ha. Ma hóa team địch là tự nhiên mình biến qua đó cái nó mất hai con mà mình lại có thêm hai con 3 sao. Ôi ghê 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 ghê. Uống nước cho anh tỉnh táo, hơi buồn ngủ. Ok, biến biến nè, biến nè, biến nè. Ui trâu chưa, bạn thấy trâu chưa đó, chú quỷ hai hả, chú quỷ hai mày tuổi con chó, tuổi con chó, tuổi con chó làm cái gì bạn. Chú quỷ hai ghê đấy, chú quỷ hai của nó cũng cứng đấy, nhưng mà tao cũng có chú quỷ hai, à, tao cũng có chú quỷ hai chứ không phải mình mày đó, không cho nên là mình, nhưng mà tao có ba con phâu lên ba mày kiếm ở đâu. Chú quỷ hai mày có, tao có, còn tao phâu ba con phâu lên ba thì mày kiếm ở chỗ nào ra, làm gì có chỗ nào ra nữa bạn. Khóc thét luôn, đái ra máu liền chứ ở đó mà kiếm. Kiếm đi, kiếm hộ bố mày pha này cái dở gì mà kiếm được bạn, đái ra máu liền, sợ liền. Mà nói thiệt luôn, đúng kiểu là cái thằng đó là nó bài nó cũng mạnh đó, nó có chú quỷ hai nó dùng đồ, con chú quỷ hai là cũng ghê rồi đó, nhưng mà nó lại chỉ thua mình thôi, nó chỉ thua mình đó. Bài này nó thua mình, nó dù nó có đi chính warrior nó cũng thua mình, nó sát thương chuẩn mà. Gậy gỗ, wow ngon đấy, mặt nạ đỏ, mặt nạ vàng, mặt nạ vàng, mặt nạ vàng. Tại sao mình không lấy cái chùy máu, chùy gọi là cái quên rồi, rìu cuồng chiến cho con chú quỷ chi, chú quỷ chủ yếu búp đam, ta không có cần mày phải có đồ,
có đồ đánh cũng được nhưng mà tạm vậy đi, còn đưa con Fallen của mình đó, là sao Fallen của mình nó nằm ở cái vị trí là dữ dằn hơn, cho nên là nó phải có trâu. À, mà cái bạn biết là cái mặt nạ vàng đó thì càng thấp máu thì nó hút máu càng nhiều mà. Đó, bạn thấy team 4 chưa? Thôi chết rồi, biến con chú quỷ 2 rồi. Biến chú quỷ 2 thành con Fallen 2 nhưng mà vẫn ăn được bạn ơi. Vẫn ăn được bình thường nè, chú quỷ 2 thành Fallen 2 thì sao? Thì sao? Thì sao? Thì sao? Đấm cho thì đúng kiểu mà nó đấm cho thì hai con Fallen 3 này nó đấm cho thì của nó mình nát con mẹ nó người luôn. Lấy cái nhẫn dịch chuyển này dịch chuyển cho con gấu, tại vì chú quỷ dịch chuyển qua anh kia nó biến thành một con chú quỷ hay con Fallen 2 nó không hay. Mình cần con chú quỷ là gây đam à, mà ba con Fallen 3 nó mới 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 đỉnh chứ. Chứ mắc cái gì đúng không? Ba con Fallen 3 mới đỉnh, mà đưa cho con gấu này cái nhẫn dịch chuyển là tuyệt vời nè. Nếu mà dịch chuyển qua bên kia mà biến được gấu xong á rồi nó bị mới bị ma hóa thì nó lại đỡ tốn một slot, tại vì hình như là ma hóa con gấu cũng được á. Hình như là ma hóa con gấu vẫn được các bạn. Không 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 thấy gấu đâu hết. À gấu đây, gấu đây. Gấu gấu thì nó đẻ ở nhà. Ơi cũng được nhưng mà chết liền. Ok anh em đang xem để lại cho mình một like. À, chúng muốn đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ channel mình, nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện cùng tất cả mọi người nha. Rồi chào mọi người. Nhớ để lại một like và đăng ký ủng hộ mình nha. Rồi cảm ơn tất cả bạn đăng ký hội viên kênh mình và những bạn đã ủng hộ mình bằng cách là những cái link donate ở bên dưới. À, cảm ơn những cái bạn đã gọi là ủng hộ mình trong cái thời gian vừa qua nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, an khang thịnh vượng nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người. Take a body's high.